Xin mình chào mọi người, mình chúc mọi người một ngày thứ bảy online thật vui vẻ, tràn đầy sức khỏe bên gia đình. Và đây sẽ tiếp tục chương trình với mình nhân phẩm người phu kéo mó câu do Dũng Nguyễn trình bày. Cho trời thừa bé anh ước kéo một câu chờ em khắp ngõ vườn. Cô bé mi miu người rung rung bờ vai tay ươm trắng vành môi. Chiếc tàu mong nhỏ bé anh gian người phụ xe hỏi đi đâu bé à, em trả lời nhà em ở cuối thôn. Mó câu anh lại kéo làm vui cô bé hiền. Cho trời ngày ấy theo năm tháng buông xuôi giờ đầy vỡ. Chiến tàu mò mòn mỏi nay chẳng còn dạ khơi. Giờ đây em lấy chồng mây áo hồng bỏ cuộc chơi ngóng trông. Mò câu anh một bóng ngồi nghe sao thắt lòng. Em ơi, chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông. Khi em sang sông, làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa. Em ơi, chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Khi em vô nguy làm sao em giật nghĩ chuyện mõ câu đã gì. Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mõ câu chờ dòng cô khách nghiệp. Nay đã hết rồi tuổi thơ tiễn đâu nghe toàn toán bề rõ. Kỷ niệm xưa hờn dỗi nghe lối mòn chợ mò thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặt phu lẻ loi. Ôm mó câu càng cõi tình bay xa cuối trời. Các bạn đang nghe một nhạc phẩm người phụ kéo mó câu do Dũng Nguyễn trình bày, sáng tác Trường Giang. Em ơi, chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông. Khi em sang sông, làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa.
đâu có ngờ chia ly. Khi em buồn nguy làm sao em chợt nghĩ chuyện mỏ câu đã gì. Hỏi ai còn nhớ đêm cu kéo mò câu chờ giọng cô khánh nghe. Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu nghe phang phán bề dấu. Kỷ niệm xưa hờn dối anh lơi mòn trời mô thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc vu lẻ loi ôm mò câu cằn côi tình bày xa ngôn trời. Vui với người bỏ mặc vu lẻ loi ôm mò câu cằn côi tình bày xa muôn trời. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe một nhạc phẩm người cu quét mò câu do Dũng Nguyễn trình bày, và cũng không mong gì hơn ngày thứ bảy mến chúc mọi người một ngày all life well, send fast money transfers and enjoy low fee.